là xin giới thiệu với các bạn, đây là cụ piano. Cây này là đến bây giờ là bao nhiêu năm tuổi rồi anh? Nó ra đời năm 1911, 110 năm. Riêng cái cụ này á thì giá hiện giờ là 2.8 tỷ. Cụ này 2.8 tỷ. Đúng là cụ piano. Cây này là 2 tỷ. Cây này 2 tỷ. Và cây này nó chỉ là thuộc dòng Sebastian Academy, tức là dành cho người học. Ồ, 2 tỷ nhưng mà chỉ để người để mới tập chơi thôi, người học thôi. Cái chân đàn á thì là cái chân của sư tử. Chân sư tử nên nó rất là đặc biệt. Đối với Sebastian thì là cây cao nhất. 30 tỷ cho một cây đàn. Nè, cũng run phết. Màu xanh này là tay trái à? Tay trái và có số ngón đây, số 5 đây. Rồi, ok. Đúng rồi. Về cách đọc bản nhạc là em biết. Rồi, số 1, ok. Vô. Ồ, dễ phết. Mọi người thấy thế nào? Các bạn thấy thế nào? Các bạn không nghe nhầm đâu. Một danh ca vừa mới hát đấy, danh ca sắp nổi, suýt nổi và có thể là cũng không bao giờ nổi. Các bạn vừa được nghe một bản nhạc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện tiếng đàn của pianist Nhật Nguyễn, chuyên về dòng nhạc jazz. Và ở bên cạnh tôi là anh Nam, cũng là một người anh mà đã truyền cho tôi rất nhiều những cái cảm hứng về piano. Đấy, là bởi vì anh Nam thì chỉ gọi là sưu tầm những cái chiếc piano mà nó đắt tiền, nó xa xỉ. Và cứ gặp anh Nam cứ toàn 1 tỷ, 2 tỷ, ít lắm em ơi, 30 tỷ anh cũng có. Nên là hôm nay muốn chia sẻ tới cho quý vị khán giả nhà to những trải nghiệm. Ở đây nó không chỉ đơn giản là những trải nghiệm về câu chuyện về vật chất nữa, mà hôm nay chúng ta sẽ tới với cái phong cách của giới thượng lưu. Ở đây là thượng lưu trong phong cách sống, trong hưởng thụ cuộc sống, và âm nhạc là một trong những cái điều mà không thể thiếu đối với cuộc sống, không chỉ là giới thượng lưu mà là của tất cả mọi người nữa. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thử xem là giới thượng lưu thì họ thưởng thức cái âm nhạc là có gì khác biệt. Thì em nghĩ là hôm nay sẽ qua để ngồi hút xì gà, uống rượu và ngồi nghe Nguyễn thưởng thức nhạc jazz. Không ngờ là hôm nay qua thì lại được làm ca sĩ luôn. Mà mình trở thành một phần của cái tác phẩm nhạc jazz đó. Và mình có công không nhỏ trong việc tạo nên cái tác phẩm đó. Thì đó cũng là một cái trải nghiệm của giới thượng lưu mà mình đã thấy bắt đầu rộ lên và bắt đầu trở nên phổ biến. Đó là những người thượng lưu họ thích cái gì đó cũng thật. Vừa rồi chúng ta có một cái nghệ sĩ thật
ngồi đàn trên cây đàn, nó phát ra âm thanh thật, và cái người ca sĩ hòa giọng vào á cũng hát thật luôn. À, mình đứng đây để có tác dụng làm nhân chứng nữa, nãy giờ là giọng của Hoàng Đức chứ không phải là nghe cứ như là thu đĩa ấy. Nghe như thu đĩa nhưng mà thực chất tất cả những gì quý vị vừa nghe là thật hết. May quá có anh Nam làm chứng, không lại mọi người lại tưởng em bật đĩa. Đấy, thì nếu mà mọi người ở cái vị trí Hoàng Đức ngay lúc này nè, mọi người sẽ thấy là cái tiếng đàn, cái tiếng hát của mình đó, ủa sao hôm nay nghe nó còn hay hơn nghe đĩa. À, thì đây là cái cảm giác mà mình không thể diễn tả thông qua màn hình được. Thông thường ấy, như ngày trước ấy, thì có nghĩa là âm nhạc đối với mọi người và với cả giới thượng lưu thì nó là có thể là qua những cái lần giải trí gọi là hát karaoke đấy, qua màn hình ấy. Yep. Nhưng càng ngày thì cái sự thưởng thức của tầng lớp thượng lưu càng yêu cầu, càng có những cái điều gọi là họ càng khắt khe hơn. Yep. Và họ đã dần hòa nhập được với cái phong cách của phương Tây. Thì đa phần thì như ở phương Tây thì chúng ta đều biết là họ đã quen với những cái buổi hòa nhạc của thính phòng từ bé rồi. Nhưng mà bảo ở Việt Nam thì đôi khi những cái nhạc thính phòng, nhạc cổ điển nó cũng chưa phổ cập tới mọi người. Nhưng mà với bản thân em thì em có những cái trải nghiệm với các anh chị trong giới thượng lưu, thì đa phần bây giờ mọi người là hướng đến những cái gì gọi là nhạc sống đấy. Nghĩa là những cái trải nghiệm mà âm thanh thực tế của tiếng đàn, rồi giọng ca là thật. Có nghĩa là trong rất nhiều các bữa tiệc là thay vì mở nhạc đĩa thì chơi nguyên ban nhạc. Có nghĩa là ban nhạc hoặc là một người nghệ sĩ đánh piano cứ du dương, và còn lại thì chủ nhà rồi khách mời họ tận hưởng cái không gian đấy. Thì đấy là cái phong cách, về phong cách sống của giới thượng lưu trong những năm gần đây ở Việt Nam. Đặc biệt là ngoài cái việc thưởng thức đấy thì với những người mà đam mê ca hát giống như em chẳng hạn, cái cảm xúc ấy, cái cảm xúc lúc đấy cứ như là mình là một người nghệ sĩ ấy. Là vì ai cũng có ước mơ cả. Mà về nghệ thuật thì gần như là người nào cũng muốn là mình sẽ trở thành một nghệ sĩ, rồi mình hát hay giống như cô này, hát hay giống như anh kia, kiểu như thế. Đấy. Thế là trải nghiệm này thực sự nó rất là hay. Nó có một cái điều đặc biệt về trải nghiệm này. Một trong những lý do những người mà gọi là không chuyên, thượng lưu mà không chuyên về hát á, mình ngại khi mà mình hát á, là mình sợ nó không đúng. Mình ngại là mình hát không đúng tông, mình hát không đúng nhịp, cái nó làm cái bầu không khí nó không có được tuyệt vời cho lắm. Thì ok, ở đây á, Hoàng Đức thấy làm sao? Lúc nãy Hoàng Đức thấy khi mình hát á, có phải mình hát rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Và dường như tiếng đàn á, nó nâng mình, nó theo mình, cái mình cảm giác là ô tôi đang rất là enjoy, tôi đang rất là vui vẻ. Có một cái lợi thế, cái này tôi gặp phải rồi. Đấy là nếu mà hát theo kiểu này ấy thì hát, thích hát tông nào thì hát, còn việc đàn là người đàn phải theo người hát chứ, theo tông nào thì ông phải theo chứ, đúng không? Chứ còn hát karaoke đôi khi hát theo cái tông của ca sĩ cao quá mình không hát được. Đấy, nó có những cái hay như thế, mà hát được đúng tông và nghe tiếng nhạc thực tế nó cảm xúc hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà có một cái vấn đề nữa là không hiểu sao nhá. Em cũng hát nhiều rồi, hát trực tiếp nhiều rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay đứng ở đây nghe cái âm thanh này lại có một cái cảm giác nó không biết phải miêu tả như thế nào. Nó giống như là nó sướng hơn rất là nhiều. Cái cảm giác, cái âm thanh của cái đàn này nó hay một cách gọi là khiến mình phải mê mẩn suýt xoa. Ok. Ở đây mình nói một tí về mặt kỹ thuật ha. Dạ. Vì cái âm thanh mà của cái đàn này á là âm thanh châu Âu. Âm thanh châu Âu á, cái đặc trưng của nó có một cái độ rền, có một cái độ rền rất là trầm vững, và nó có cái cao độ tốt. Nó khiến khi mình hát á, mình có cái tiếng bass rất là dày, nên mình cảm thấy giọng hát mình không chơi vơi. Người nghe cảm thấy nó rất là đủ đầy. Như khi mình nhấp rượu vang á, nó đầy, nó cảm giác thỏa mãn. Còn nếu mà mình uống cái loại không ngon lắm, uống thấy nó thiếu thiếu thế nào. Lúc nãy có phải là Hoàng Đức cảm thấy là sao nghe cái trải nghiệm nó đầy đủ quá. Chứng tỏ là em đã có đủ cái trải nghiệm với piano, với âm nhạc để có thể cảm nhận được những cái sự khác biệt đấy, đúng không? Vì đôi khi cái sự khác biệt nó sẽ
hơi khó để cảm nhận với những người mà chưa có nhiều những cái sự trải nghiệm ấy. Đấy, nhưng mà thực sự là cái âm thanh của cái cây đàn này rất là hay. Thì nó là Sebastian. Sebastian. Thì trong những cái dòng âm thanh châu Âu á thì Sebastian lại là đỉnh của đỉnh. Đỉnh của đỉnh. Dạ, xếp nếu mà gọi là trên bảng xếp hạng thế giới thì cái thương hiệu này nó xếp hạng bao nhiêu trong những cái dòng đàn piano? Ok. Xét về xếp hạng piano á, họ sẽ chia theo từng cái rank. Dạ. Thì Sebastian nằm trong cái rank là super premium, tức là trên nóc rồi. Trên nóc. Thì trong cái sớ những cái thương hiệu ở trên nóc á thì chúng ta có Sebastian, chúng ta có Sennway & Sons, chúng ta có Bösendorfer, Blüthner. Đó là những thương hiệu nếu mà người chơi trong giới sẽ rất là quen tai. Dạ. À, và đặc biệt mình thấy ở cái Sebastian này á, cái hình vương miện. Sebastian được nhiều cái hoàng gia ở châu Âu á, họ cấp chứng nhận. Đây là cái hãng đàn được sản xuất cho hoàng gia. Nên là chất lượng được tin dùng bởi hoàng gia. Nếu mà bình thường thì gọi là phân biệt được những cái âm thanh của những cây đàn, gọi là làm sao để chứng minh được là một cây này nó có giá trị hay là đắt tiền hơn những cái cây khác. Vì ví dụ như là nếu như anh chia sẻ, anh Nam chia sẻ là Sebastian là nó sẽ là đỉnh của đỉnh đúng không? Yeah. Chứng tỏ là giá nó chắc cũng phải đỉnh của đỉnh. À, cái giá của nó mình gọi là giá hợp lý. À, hợp lý. Giá nó hợp lý vì nó không có bị quá cái giá trị. Dạ. Tức là khi họ nói ô cây đàn này cũng Sebastian ha, cây đàn này 2 tỷ, cây đàn này 20 tỷ thì thật sự nó đem lại cái trải nghiệm khác nhau hoàn toàn. À, đây là một cái cây đàn trị giá khoảng 2 tỷ. Cây này là 2 tỷ. Cây này 2 tỷ. Và cây này nó chỉ là thuộc dòng Sebastian Academy, tức là dành cho người học. Nó chưa tới cái dòng concert là dành cho biểu diễn trên những cái phòng hòa nhạc lớn. À. Ồ. 2 tỷ nhưng mà chỉ để người để mới tập chơi thôi, người học thôi. Em bình thường em mới tập chơi em thấy cứ toàn chơi Yamaha rồi các kiểu ấy, thấy Việt Nam đa phần là mọi người hay chơi những cây đấy, nó nổi tiếng hơn ấy. Cảm giác về thương hiệu ấy. Đấy. Mà mua có vài chục triệu, là thậm chí đắt thì cũng 100 triệu, 200 triệu. Thì thông thường thì cái lý do nào mà để có nghe, hoặc là cái cách nào để mình phân biệt hay lựa chọn một cái cây piano làm sao cho nó đáng giá? Cái này chắc là phải nhờ Nhật Nguyện đi. Đúng rồi. Thì cái điều khác biệt nhất của một cái đàn thì chắc chỉ đến về sound thôi. Và đương nhiên bên cạnh đó thì về phím, cái cảm giác bấm, cảm giác mà tạo ra cái sound. Ví dụ anh nghe những cái bạn cái đàn châu Á thì cái phần tiếng của nó nghe nó rất là dễ nghe. Cái dễ nghe ở trên phần trên này nè của cái đàn châu á, nó nghe rất là nó long lanh trong đó nè. Anh càng đánh trên càng cao á thì nó sẽ càng rõ. Và cái đàn này em thì cũng sử dụng rất là nhiều cái đàn ha, em học ở nhạc viện và em đàn rất là nhiều hãng, thì em rất là bất ngờ khi mà cái hãng này cái phần âm chung hết hồn, nó làm em có cảm xúc nhiều hơn. Giống như này em đem dành hát cái đoạn này. Tạo ra cái cảm giác nó làm cho mình có hứng hơn đối với những cái đàn châu Á hay là châu Mỹ. Thế có nghĩa là như Nguyễn chia sẻ thì là cái sự khác nhau nó nằm ở những cái âm vực mà nó cao thấp ở các cái phím hai bên, nó sẽ thể hiện được cái sự chênh lệch rõ nhất. Đúng không? Còn những cái âm thanh ở chung thì là gần như là sẽ, em nghĩ là những người đàn và những người trong nghề thì người ta thấy rõ ràng cái đó hơn, vì người ta đàn nhiều cái khu đó hơn. Còn người nghe người ta sẽ để ý hai cái bên này, chép và bass. Thế thì nếu mà gọi là trên cái quan điểm của một người nghiệp dư giống như em ấy thì em nghĩ là có lẽ là cái đấy nó cũng giống như là ca sĩ ấy. Đôi khi là những ca sĩ mà họ hát được những cái nốt cao, thật cao, hoặc là những cái nốt ở dưới thấp, trầm thì người nghe sẽ cảm giác nó có những cái sự khác biệt và cái đẳng cấp của ca sĩ nó nằm ở đấy. Đúng không ạ? Ngoài cái cây Sebastian mà 2 tỷ ở đây ra thì cái cây đắt nhất của Sebastian là nó khoảng bao nhiêu tiền anh? Anh có? Cây đắt nhất của Sebastian á,
cây đó khá là đặc biệt. Vì mình thấy cây này ha, cái màu của nó là màu đen bóng, mình thấy giống như khi mình phối đồ đó. Vâng. Màu đen là màu rất là dễ phối. Vâng. Đúng không? Và cái dáng này dáng cổ điển, hầu như là mình, đây là một cuộc chơi an toàn, mình đặt bất kỳ cái không gian nào cũng được, rất là dễ. Nhưng mà cái cây 30 tỷ đó, nó có một thiết kế đặc thù. Thiết kế của nó gợi theo cái cảm hứng từ nhân sư ở Ai Cập. À, nên là nó sẽ cần một cái không gian phù hợp. À, kiểu dắt vàng ấy đúng không? Ý anh là nhân sư là nó sẽ là những cái không gian dắt vàng rồi ấy, kiểu Ai Cập ấy. Cái chân đàn á, thì là cái chân của sư tử. À, chân sư tử. Nên nó rất là đặc biệt. Và cây đó là cây hiện giờ đối với Sebastian thì là cây cao nhất, là 30 tỷ. 30 tỷ? Dạ. Yeah. 30 tỷ cho một cây đàn. Nghe cũng run phết. Cái thú vị của cây 30 tỷ á, nếu mình mua cái xe, giả sử một cái xe 30 tỷ đi, có thể mình đi hàng ngày. Đúng. Nhưng mà cây đàn 30 tỷ thật ra một năm mình chắc dùng tới không nhiều đâu. Em nhưng mà em cái câu chuyện, quay lại câu chuyện em tâm sự với anh như này. Đa phần ấy, nếu theo quan điểm của em, những người có tiền để mua được một cây đàn 30 tỷ gần như là ít khi mà sờ vào đàn. Không biết đấy là suy nghĩ của em nha, không biết ví dụ như anh có gặp nhiều cái câu chuyện như thế không. Nhưng nếu mà em có từng lấy tiền được thì chắc chắn là cái cây đàn 30 tỷ đấy nó sẽ phải vào tay những người pianist như là Nhật Nguyện, những người có gọi là đủ cái khả năng để chơi ra được những cái sự khác biệt của những âm thanh đấy. Đấy, thế nên là theo em thì nếu mà em có những cái cây đàn kiểu như thế này thì thứ nhất là em sẽ để nó ở trang trí ở nhà chẳng hạn này, tăng được cái đẳng cấp của chủ nhân. Thứ hai nữa là những cái bữa tiệc ấy, đã có đàn ngon thì phải khoe ra, thì bữa tiệc nào đấy là thôi mình không biết đánh thì mình mời các nghệ sĩ piano về đánh, rồi cộng thêm một vài ca sĩ nào đấy, còn hoặc là không thì mời mời người chơi piano, còn bản thân gia chủ hoặc bạn bè có thể hát cùng. Thì em nghĩ là đấy là những cái gọi là trong cái suy nghĩ của giới thượng lưu hiện tại, thì em nghĩ là như thế nó sẽ hợp lý hơn. Chứ mua 30 tỷ về chắc chắn là sẽ không có thời gian để ngồi cả ngày để tập piano đâu. Mà có tập nữa thì cũng không thể đánh hay được bằng nghệ sĩ rồi. Piano thì theo những cái trường hợp mà khách mà mình đã từng phục vụ á, nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là y chang như Đức nói, tức là tôi muốn khi mà quan khách, bạn bè tới nhà tôi á, có được một cái trải nghiệm mà không đâu có thể cung cấp cho. Ồ, hôm nay tôi được ca cái bài ca mà tôi rất là thích với nghệ sĩ, với cây đàn 30 tỷ. Cái cảm giác đó làm sao kiếm ra. Đúng rồi. Và nó có một cái đối tượng thứ hai. Đối tượng thứ hai sử dụng cây đàn đó, mọi người không nghĩ ra, đó là con của vị gia chủ đó. Con cái. Đấy, em thấy cái vấn đề mà mua để cho con tập ấy, nó cũng là một cái ưu tiên hàng đầu. Đấy, kể như em cũng mua để cho con tập nhà, em có tận hai cái cây piano, hai nhóc mỗi đứa tập một cây. Đấy, và cũng mong là ví dụ sau này mà không có tiền để thuê nghệ sĩ về chơi, mà có một lỡ có một cây backstand ở trong nhà thì con mình có thể chơi để cho mình hát. Con mình chơi nó đem lại một cảm giác khác. À, đúng rồi. Vì mình nhìn thấy được là cái sự tiến bộ của con mình khi từ 4 tuổi bắt đầu nó đánh những cái nốt rất là ngô nghê. Và dần dần nó đánh được những cái bài, nó đàn được những cái bài lớn hơn. Cái mình cảm thấy mình tìm cái cây này về nó không uổng phí tí nào hết. Trời, con của mình nó đang chơi kìa. Mình thấy được cái hình ảnh tương lai và mình nhìn thấy được cây đàn này nó sẽ tiếp nối, nó sẽ là một cái hành trang để con mình vào đời. Vâng. Thực ra nó giống như kiểu ra trận mà cứ có vũ khí thật là tốt á. Cái đấy em nghĩ là chung của mọi người chứ không chỉ là những người có điều kiện đâu. Và khi mà nhìn thấy ví dụ con mình ngồi chơi ở trên một cái cây đàn giống như thế này ở ngay giữa nhà, thì em nghĩ là hình dung cái hình ảnh đấy thôi đã thấy là cái ngoài cái sự sung sướng thì nó còn là cái sự tự hào nữa. Giống như kiểu là các bạn bé con nhà em chơi đàn được giống như Nhật Nguyện thì chắc là một tuần em phải mời bạn bè đến nhà, chắc phải ít phải 5 ngày. Đấy, 5 buổi tối trong tuần, một tuần để
cứ bạn bè đến nhà chơi, con ra đàn cho bố nghe một bài nào. Cái cảm giác lúc đấy mình chỉ mới đang hình dung trong đầu thôi, con mình còn bé thôi, nhưng mà mình hình dung được cái cảm giác đấy, nó ngoài cái sự sung sướng, nó còn là những cái tự hào, và nó giống như kiểu là cái mà mình gieo quả xong, gieo hạt xong, bây giờ nó mới thành quả. Sướng chỉ nghĩ đến cái câu chuyện đấy thôi thì em đã thấy là nó giá trị rồi, rất giá trị. Và cái đấy là những cái mà vật chất không mua được, tiền không mua được. Tiền thì em nghĩ là tiền thì có tiền thì mới mua được cái đàn, nhưng mà để cái đàn nó hay ấy, thì nó lại phải phụ thuộc vào tay người chơi nữa, đúng không anh? Là vì như với cái kinh nghiệm của em, có nghĩa là cùng một cây đàn ấy, nhưng vào tay của những người mà trân trọng nó này, rồi chơi nó theo một cái phong cách của người ta, thì dần dần cái cây đàn nó sẽ mang một cái âm hưởng khác của người đấy. Vì với em thì những cái cây đàn guitar mà em đã từng sở hữu nó như thế, nhưng không biết là với piano thì như nào, em không có nhiều trải nghiệm với piano. Khi Đức đã nhắc đến guitar thì mình sẽ hình dung cái cây piano á, nó cũng rất là gần gũi với cây guitar thôi. Nó cũng là nhạc cụ dây, đúng không ạ? Vâng. Và nó chuyển cái sự rung động từ dây mà khuếch ra là nhờ cái thùng đàn. Thì đây chúng ta đang nhìn thấy đây là cái thùng. Đây là cái thứ nó sẽ trường tồn. Theo tác giả Gene Howell, là người viết cái quyển sách hay nhất thế giới về chỉnh dây á, thì ông ta cho rằng một cái đàn piano nó sẽ có 35 năm. Trong 35 năm đó nó giống như rượu được ủ, càng ngày nó càng ngon. Và sau đó là nó cần một cái sự đại tu, nó cần thay thế những cái linh kiện đã bị tiêu hao để tiếp tục cái hành trình của nó. Và một hành trình của cái đàn piano á, có thể nói là lên tới hàng trăm năm. Có nghĩa là với một cây đàn piano như thế này thì có thể gọi là cái tuổi thọ của nó hàng trăm năm. Thế thì nếu mà tính ra chia cho mấy đời thì cũng không đắt. Đúng rồi. Như anh nói là nó có tuổi thọ tới hàng trăm năm. Được. Thế với cây này thì là được bao nhiêu năm rồi anh? Nó già bao tuổi rồi? Cây này thì là mình vừa nghe tiếng vọng của một năm. Nó còn mẫu rất giáo. Là trẻ. Mẫu giáo. Đúng rồi. Đây, trẻ mẫu giáo. Đây là chưa đi học được. Chưa nhận. Bây giờ mình muốn mời Đức nghe một cái âm thanh mình gọi là tiếng vọng trăm năm. Tiếng vọng trăm năm. Tiếng vọng trăm năm. Thế là từ mẫu giáo mà nhảy lên cụ luôn. Cái này là đời cụ kỳ luôn rồi. Kỵ piano. Thì mình sẽ mời Nhật Nguyện, mình sẽ di chuyển qua cái đàn này ha. Tiếng vọng là cái cây bên này của anh là nó tận hàng trăm năm. Thế là xin giới thiệu với các bạn, đây là cụ piano. Cây này là đến bây giờ là bao nhiêu năm tuổi rồi anh? Nó ra đời năm 1911. 1911, thế là tính đến bây giờ là hơn 110 năm. Chắc là sẽ phải nhờ Nhật Nguyện đánh thử một tí xem là nó khác gì với cái cây đàn bên kia không. Nghĩa là cái âm bass ở đây là nó gọi là từ giờ như nào nhỉ, mình không biết là mô tả. Tàn phai theo thời gian. Tàn phai theo thời gian. Đấy, cái âm bass của cái cây Sebastian này thì nghe rất là trầm, nó trầm, nó chắc, nó dày. Còn cái này giống các cụ già rồi nên là thi thoảng phải ho ốm yếu tí. Hình dung thế là nó dễ. Thì dòng đời của cây này đưa đẩy rất là đặc biệt. Cái một vị kỹ sư trưởng của hãng Steinway & Son, trước khi ông nghỉ hưu thì ông muốn để lại một cái tác phẩm nào đó nó có một cái dấu ấn, thì ông đã phục dựng cây này để cho nó tiếp tục cái hành trình, mình phải nói là để cho cụ piano tiếp tục hành trình với đời. Nên là mình sẽ nhìn thấy cái phần bên ngoài này nè, cái phần gỗ này là giữ nguyên từ năm 1911. Nếu mà có những cái điểm hư hao nhỏ thì chỉnh sửa nhỏ thôi, nhưng mà cái tiếng vọng của nó Đức thì đây, cái phần bên ngoài này nè, là từ năm 1911. Có nghĩa là để giữ được những cái âm thanh mà nguyên bản của nó. Đúng rồi. Thì người ta vẫn phải giữ được cái kết cấu, những cái phần liên quan đến gỗ và những cái phần tạo âm thanh của nó. Chỉ thay dây thôi, giống như là chơi đàn guitar thay dây theo từng giai đoạn ấy. Wow,
cái này là của Steinway and Son. Yep, nó nằm trên phân khúc là Super Premium. Wow. Chung sở với lại Sebastian. Là bên mình có những cái đối tác ở châu Âu. Lý do châu Âu là vì châu Âu là cái nôi của piano. Châu Âu là cái nơi mà cái tay nghề gọi là chuẩn nhất. Thì mình có những cái nơi để phục dựng những cái cây piano, những cái thương hiệu hàng đầu, để mình tiếp tục cái hành trình đó, để nó phục hiện lại cái âm thanh của hơn 100 năm. Thì đây là một cái thú chơi thôi, đây là thú chơi thôi. Thú chơi này thì có giá trị bao nhiêu anh? Đâu đó tầm trên 1 tỷ, còn riêng cái cụ này á, thì giá hiện giờ là 2 tỷ 8. Cụ này 2 tỷ 8, đúng là cụ piano. Cụ piano. Wow. Với cá nhân của Nguyễn thì thích cái phong cách nào hơn? Có nghĩa là phong cách theo kiểu là mới hiện đại hay là một cái cây piano mà nó có những cái câu chuyện và giá trị thời gian kiểu như này? Nếu với người chơi thì em thích nhạc jazz, thì cái sound cổ cổ thì nó sẽ, mình sẽ hiểu là nó đưa lại cái thời gian đầu tiên của nhạc jazz. Thời nhạc jazz sinh ra. Ví dụ như bây giờ mình muốn một cái đàn tốt, một cái đàn để mình biểu diễn, để mình làm được nhiều màu sắc hơn, thì phải là những cái đàn brand new, những cái đàn nhịp CBT như thế. Có nghĩa là những cây này mà chơi những cái nhạc là nó hơi hướng classic, nó hơi gọi là cổ điển và nó cái vừa rồi em vừa chơi đoạn nhạc là thời thập niên khoảng 1920. Wow. Nó sẽ hợp. Chứ không thể nào lấy một cái đàn cái sao như thế này mình đánh một cái bài nhạc mới toanh thì nó không có hợp. Nãy giờ nghe Nguyễn thể hiện nhưng mà toàn những cái bài nó cứ kiểu hơi xa xôi ở đâu đâu phương Tây. Em có thể thể hiện cái tài năng của mình với cụ piano này bằng những cái bài nào mà gần gũi với đời sống hơn một tí được không? Bài nào đấy nghe nó vui vẻ tí thử xem nào. Bài này nghe vui không anh? Bài này thì chắc là nhiều quý vị nhận ra. Mà bài này không chỉ là vui không, mà có vui có buồn. Đấy, có người vui, có người buồn. Đấy, bài nào mà nó gắn liền với tuổi thơ một tí đi. Một cái tựa game nổi tiếng ha. Tựa game. Thực sự là những cái bản nhạc gắn liền với tuổi thơ. Đấy, nghe những bài này nó bắt đầu nó thấy nó quen thuộc hơn. Nhưng mà cũng muốn Nguyễn chia sẻ một tí. Để đạt được những cái ngón bấm điêu luyện như hôm nay thì cái quá trình mà tập luyện ấy, thì Nguyễn mất bao lâu? Em học nhạc viện thì tới đây cũng gần 14 năm. 14 năm? Em nghĩ là quan trọng nhất là giai đoạn đầu. Thì những người học chuyên nghiệp thì một ngày chắc không dưới 10 tiếng tập đàn. Nhưng mà với những người mà muốn học để biết và tốt trong cơ bản và có thể tự chơi được thì một ngày mình có thể dành từ 15 tới 20 phút, nhưng mà đều đặn mỗi ngày. Giống như tập thể dục vậy. Thế bây giờ như mấy đứa nhóc nhà anh ở nhà, hai bạn nhỏ nhà anh ở nhà, mỗi ngày làm gì thì làm, anh bắt 30 phút để tập đàn cho các cháu tiếp xúc với âm nhạc, để cho gọi như là quen dần với những cái tiếng đàn như thế. Đấy thì đấy là cái bản thân em thì là thế thôi. Ví dụ học piano bây giờ có khó không? Thì cho em học với. Đấy. Thì bây giờ cái hành trình mà vạn dặm á, nó sẽ khởi đầu từ những bước chân đầu tiên. Thì bây giờ mình sẽ mời Đức ha, mời Đức và nghệ sĩ Nhật Nguyện qua một cái cây đàn piano cơ thông minh. Nó sẽ giúp cho những cái người nào chưa biết gì hết, thậm chí là khởi đầu từ 60-70 tuổi vẫn có thể biết đàn. Anh vừa nói là cái gì? Đàn piano cơ piano thông minh. Piano cơ thông minh. Em chỉ mới thấy là điện thoại thông minh, nhà thông minh, rồi người máy thông minh. Đàn piano em chưa thấy, nghe thấy cái khái niệm gọi là cơ thông minh bao giờ cả. Ok, mời mình qua cây piano cơ thông minh. Đây hả anh? Đúng rồi. Cây này thông minh thì nó có đắt hơn mấy cây không thông minh như không anh? Cái cây này thông minh là dành cho người bắt đầu mình học.
nên cái chi phí nó sẽ vừa phải thôi, nó không có giống những cái cây kia đâu, nên giá của nó tầm là 128 triệu. Nhưng mà nó thông minh ở chỗ nào anh em? Nhìn nó cũng giống như các cây piano bình thường. Cái đây là cái khu vực tạo âm thanh của nó ở đây đúng không? Yeah, đấy thì đấy, nhìn nó cũng như một cái cây piano cơ bình thường thôi. Đúng rồi, nếu mình dừng lại ở bước này á, nó là cây piano cơ bình thường, biểu diễn bình thường thôi. Mời Hoàng Đức đàn thử vài nốt. mình chọn thử vài nốt coi nghe nó nghe tiếng không. Đó. Đô rê mi fa. Đúng rồi, nếu nó chỉ dừng ở đây á thì Hoàng Đức không biết đàn thì ngồi trước cây này thì cũng bó tay đúng không ạ? Vâng. Bây giờ mình sẽ nó biến nó thành thông minh nha. Bây giờ mình sẽ bật công tắc lên ha, mình đã cắm điện, mình bật công tắc lên và đây là công tắc của đây là bật thông minh thì nó ở đây. Đúng rồi, bật não lên, bật não lên. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy một cái iPad mình đưa vào. Là gọi là thay cái bản nhạc giấy thì lại có một cái cây iPad. Thay bản nhạc giấy là một phần. Cái phần vi diệu của nó là khúc này ha. Ok, nó đã kết nối bằng Bluetooth rồi. Bây giờ Giáng sinh cũng sắp đến, mình mời Hoàng Đức học một bài gọi là bài Jingle Bell. Và qua phần hướng dẫn của cây đàn. Nhưng mà em đã tập bài này bao giờ đâu? Đức không biết nốt đúng không? Em có biết nốt ở đây, cũng có biết nốt ở trên đàn. Đấy là vì em cũng có chơi nhạc nhưng mà chưa chơi piano, em chỉ chơi guitar và những cái bài piano em tập thì giống như là tập để tập theo con. Gọi là con ở nhà tập thì bố tập theo để dạy cho nó là đây nốt này là con phải đánh nốt đô này, nốt rê này. Thì ví dụ nhìn bản nhạc như này là em biết, ví dụ là đây là nốt son này. Son ngón 1 đây đúng không anh? Từ mò lại tí đồ rê mi fa son đây. Nguyễn. Đấy mày hỏi pianist đấy, đấy. Đấy thì em sẽ phải mò như thế, ví dụ đây là son này. Xong rồi sang đây là ngón 5 này. Đấy là nốt mi này, mi sắc mí đấy đúng không? Okay. Là sẽ phải ở đây. Đấy, thì em sẽ mò như thế, ví dụ là son mi ở đây là xuống là rê. Rồi, bây giờ hãy xem nha, xem ha, mình nhấn cái nút này ha. Rồi, mình nhìn thấy có gì khác không ạ? Mình nhìn thấy có gì khác không ạ? Đèn follow. Khi mà tự nhìn nhạc nó sẽ chậm hơn. Đây, là nó thông minh ở đây, thông minh là thông minh cái này các bạn ạ. Đây là một trong những tính năng thông minh, thôi mình cứ dùng tính năng thông minh này để mình tập bài này đi đã. Thì đấy là nếu mà đối với những người mà không biết nốt còn kém hơn em nữa thì cái tính năng này chắc chắn là nó sẽ rất là dễ đúng không? Thử cái nhà thế hôm nay bây giờ anh đàn thì Nguyễn hát nhá. Anh đàn thử Hoàng Đức hãy đàn thử đi ha, cứ theo đàn các bạn hãy hồi hộp lắng nghe xem là tôi đàn thử lần đầu cái bài này thì nó có thông minh như là cây đàn này nó dạy không. Màu xanh này là tay trái à? Tay trái và có số ngón đây, số 5 đây. Rồi ok. Số 5, đúng rồi. Về cách đọc bản nhạc là em biết rồi, rồi, số 1 ok. Vô. Giữ nguyên tay luôn. Ngón 2. Tiếp tục. Ngón dễ phết. Ngón 1 ngón 5 cái này tập tới tập lui tập tới tập lui tự nhiên thì mình sẽ thuộc hết được nguyên bài này và mình không cần đàn nữa thì mình ra bất cứ cây đàn nào mình cũng có thể đàn. Ồ thế hay, chính ra cái này mà cho những người lớn muốn tập đàn cũng dễ nhá, không cần biết nốt. Không cần biết cứ nhớ vị trí và ở trên này là nó có số rồi. Số thì ứng với số ngón tay đây rồi, đúng không? Còn ví dụ như trẻ con thì trẻ con nó chơi cái này như kiểu chơi game ấy. Đúng rồi. Chơi ở game. Các phím xanh đỏ. Đây, đánh thử tiếp đoạn nữa xem nào. Thank you.
Đó. Là mình vừa hoàn thành bài này lần đầu tiên, tuy là rất là chập chững nhưng mình đã hoàn thành. Vâng, ít nhất là gọi là có được cái cảm xúc của việc là ít nhất là mình cũng biết đánh đàn. Hay à, đúng rồi. Không biết là các bạn thấy như thế nào nhưng mà tôi thấy là cái trò thông minh này khéo nó hay hơn mấy cái ông cụ kỵ kia đấy, là vì giá nó cũng dễ chịu hơn này, rồi lại gọi là những người mới học. Mới học. Đấy, và có vẻ như là nó sẽ phù hợp được với nhiều với số đông. Đúng không anh? Nhưng mà nói gì thì nói, anh bảo bao nhiêu? Hơn 100 triệu cái cây này đúng không? À, vì đây là piano cơ. Còn nếu là piano điện thông minh á thì giá nó tầm mười mấy triệu trở lên thôi. Mười mấy triệu thôi là cũng có những cái tính năng như này. Chính xác. À, thế thì nếu mà thế thì có vẻ như là càng ngày cái piano sẽ càng gần gũi được với mọi người hơn. Không phải là gọi là bình thường cứ nghĩ là nó cũng phải xa xỉ một tí. Đấy, coi như bây giờ nếu em đầu tư cho con cái thì bây giờ mình chưa có tiền thì mình mua những cây đàn vài chục triệu trước, tập trước, mà có một tí thông minh này vào nữa thì bố tập cùng luôn. Xong rồi với cái này thì em nghĩ là người trong nhà đôi khi không cần biết nốt nhạc vẫn có thể chơi cùng các cháu được, cũng rất là hay. Thì không biết là các bạn cảm thấy là những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm về nghệ thuật, về piano ngày hôm nay thì có những điểm gì thú vị hay không, thì các bạn hãy comment xuống dưới nhé, cho Hoàng Đức được hiểu hơn về những cái suy nghĩ của quý vị và các bạn. Cũng như là hôm nay thì rất là cảm ơn Nguyễn, rất là cảm ơn anh Nam đã cùng với em chia sẻ cho quý vị khán giả. Em nghĩ đây là những cái trải nghiệm nó rất là lý thú, vì thực tế thì em cũng đi rất là nhiều nhà rồi, nhưng mà cũng không phải là nhà giàu nào cũng có âm nhạc hay là nghệ thuật ở trong nhà. Giàu về vật chất nhá, nó thực ra nó là cái giàu dễ nhất, dễ để thể hiện nhất tới mọi người. Nhưng mà đối với cá nhân của em, và em nghĩ là cũng là số đông, thì cái giàu về văn hóa, giàu về nghệ thuật, nó là cái giàu không thể đo đếm được bằng về vật chất. Đấy. Thì hôm nay rất là cảm ơn anh, cảm ơn Nguyễn đã có những cái chia sẻ thú vị như thế này. Rất là thích thú khi mà được trải nghiệm tự tay đánh một bài piano mới như thế này. Và chắc là để kết thúc cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta đổi vị trí cho nhau đi nhỉ. Yeah. Xong rồi anh em mình lại hát tặng quý vị khán giả một bài. Yeah. Đấy, coi như là bài kết, một cái bài gì đấy nó đặc biệt một tí. Mời Nhật Nguyễn. Xin mời Nhật Nguyễn. Nhật Nguyễn chắc là bây giờ không cần dùng đến những cái phím xanh đỏ này nữa đâu, đúng không em? Dạ, đúng rồi. À, may quá. May quá. Ok, rồi bây giờ chắc là nhờ Nguyễn đàn một bài tặng quý vị khán giả đi. Cái bài mà anh cũng rất là thích, đấy là cái bài mà 60 năm cuộc đời sống làm gì cứ ăn chơi đi. À, em ơi có bao nhiêu? Em ơi có bao nhiêu? Ui, cao quá, em theo giọng anh đi. Okay. Bye.
kiểu đi một tí lơi, lơi thử đấy xem là nghệ sĩ piano có theo được ca sĩ không, nhưng mà thực sự là đấy, bao giờ mà con cái mình mà đến được một cái tầm như này thì thực sự bảo là bố ơi con thích cái đàn từng ngày tiền thì ôi bố dồi. Bao tiền bố cũng cho muốn bi nhiêu thì bi rất là cảm ơn anh, cảm ơn Nhật Nguyện vì những trải nghiệm ngày hôm nay, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Xin chào.